Hey, xin chào các anh chị nhà đầu tư ha chị. Xin chào các chị khách hàng. Uh, như đã hứa thì làm một cái livestream để gặp lại các anh chị nhà đầu tư nhưng mà cái mạng wifi hiện tại nó khá là yếu. Nên là em xin phép chỉ làm cái video này ha để cập nhật vào mỗi tối cho anh chị khách hàng cũng như là uh, các anh chị nhà đầu tư cập nhật sát sao những cái nhóm ngành cũng như là VN index vào cái ngày tiếp theo cũng như giai đoạn uh, cả tuần để cho chúng ta cập nhật sát sao sau giờ khấp lệnh nha chị, sau giờ khấp lệnh thì hiện tại là do đi tour với các anh em nên hiện tại là em sẽ ngưng cho tới ngày 3 tháng 10 ngày 3 tháng 1 năm 2024 ha. Hẹn gặp lại quý anh chị sau năm 2024. Rồi rồi. Đầu tiên thì gửi lời chào tới quý anh chị nhà đầu tư, hy vọng các quý anh chị nhà đầu tư vẫn yêu mến và vẫn ủng hộ em trong giai đoạn từ đây cho sắp tới ha. Em tôi đi tèo ha. Anh chị yêu mến cho em một cái lượt comment hoặc là một cái lượt like để cái video nó tính lan tỏa hơn ha ai chưa đăng ký kênh thì có thể click một cái đăng ký kênh để phát triển cùng với câu lạc bộ ITP nha anh chị rồi à, lần thứ hai điều thứ hai thì chúc mừng các anh chị nhà đầu tư nếu như mà các chị nhà đầu tư hiện tại à, các chị các cô hoặc là đa phần là như vậy ha hoặc là các bạn các em à, đang có sở hữu một cái lượng vàng ha anh chị bởi vì chúng ta chúng ta chúng có thấy là lượng vàng SGC hay là lượng vàng bốn số 9 đấy hiện tại là đã vượt mốc 78 triệu ha à, đâu đó chỉ vài ba tháng thôi à, em nhớ là khoảng cách đây khoảng 3 tháng hơn 3 tháng thì nó đâu đó dưới 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 70 khoảng 68 69 triệu thôi nhưng mà bây giờ nó đã vượt mốc 78 triệu ha lợi nhuận đạt con số là 12 phần trong phòng chỉ 2 tới 3 tháng nếu đầu tư vàng anh chị thì chúc mừng các anh chị đang có sổ vàng nha à, điều thứ hai thì cũng chúc mừng các anh chị nhà đầu tư hiện tại mà đang sở hữu uh, một cái lượng cổ phiếu ở trong nhóm VN30 ha và một số những cái cổ phiếu mà chúng ta đặc biệt chú ý đó là nhóm uh, Uh, cảng biển đúng không hôm nay chúng ta thấy được rất là rõ ràng nhóm cảng biển nó có một cái uh, sức tăng khá là tốt uh, ngoài đó ngoài nhóm vn30 ha em đã chúc mừng vn30 rồi rồi cái tiêu điều thứ ba nữa là một số các chị nhà đầu tư đang nắm cổ phiếu của nhóm bất động sản cũng có một cái sức tăng tốt trong phiên ngày hôm nay ha hôm nay có 409 mã tăng xanh nha chị một cái sự nỗ lực rất là tốt giữ cho thị trường vào phiên sáng của vn30 đặc biệt là cổ phiếu mặt Ha, thì mọi người lại hỏi là Masan nó có chuyện gì mà dạo gần đây nó đã tạo được cái vùng đáy và nó bật tăng khá là tốt như vậy thì câu chuyện của Masan chúng ta sẽ làm một cái video riêng về Masan ha gọi là một cái quá trình tạo đáy lợi nhuận cũng như là chu kỳ phát triển của nó trong giai đoạn 2024 là như thế nào kế hoạch kinh doanh của nó như thế nào mà tại sao Masan bây giờ lại có những cái nhịp tăng dạo gần đây khá tốt ha ngoài ra thì đi ngược lại với Masan là thế giới di động trong phiên ngày hôm nay thì chúng ta cũng thấy được là thế giới di động vừa mới có một cái thông tin là báo cáo kinh doanh của tháng 11 vừa qua thì nó lại sụt giảm so với tháng 10 đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy được khối ngoại à, tự doanh hôm nay bán rồng thế giới động gần 12 tỷ nha chị rồi mình cập nhật qua thông tin về khối ngoại cũng như tự doanh thì phiên ngày hôm nay chúng ta thấy được là lần đầu tiên nha chị lần đầu tiên à, có sự cùng pha trong giai đoạn cách đây cũng phải trên dưới cả tuần lễ rồi ha lần đầu tiên có giai đoạn cùng pha à, tự doanh à, phải tự doanh cá nhân và khối ngoại bán rồng nha chị à, ngược lại thì tự doanh mua rồng ha tự doanh mua rồng, à, doanh mua rồng à, 375 tỷ hôm nay thì cái đà bán rồng của khối ngoại bắt đầu chứng lại rồi đúng không ạ? À, thì chị cũng thấy rồi, chỉ có đâu đó trên 120 mấy tỷ thôi. Tập trung bán một số những cổ phiếu đặc trưng ha, đó là HPG, à, Vinamilk, JMB và VHC. À, ở chiều mua thì anh chị thấy được là khối ngoại hiện tại chúng ta cũng thấy được là à, khối ngoại đây. đây, khối ngoại mua vào à, các cổ phiếu liên quan tới nhóm chứng khoán, à các cái liên quan tới nhóm ngân hàng và một cổ phiếu dầu khí đó là BBD ha chị cũng như là những cái cổ phiếu à, à, bất động sản đây này những cổ phiếu gần như là không nằm trong viên 30 nhưng ở chiều bán nha chị tự doanh bán rộng ở chiều bán tự doanh bán rộng à, ở chiều tự doanh mua rộng ha ở chiều tự doanh mua rồng, chị, ở chiều tự doanh mua rồng, thì đa số những cổ phiếu mà tự doanh mua rộng trong ngày hôm nay nằm trong nhóm viên 30 nha và có một cổ phiếu Vĩnh Hoàng mua rất là nhiều 45 tỷ khả năng cao là cổ phiếu Vĩnh Hoàng À, có sẽ thông, có những thông tin tốt về bộ cái tài chính nha chị cũng giống như à, tại sao tự doanh bán rồng ra của thế giới động ha thì bán rất là mạnh 12 tỷ thì chúng ta chú ý vào cổ phiếu Vĩnh Hoàng ha cổ phiếu Vĩnh Hoàng nếu như mà chúng ta mua được loan quanh, quanh vùng giá đâu đó 70 với 70 thì chúng ta chờ cái tả của Vĩnh Hoàng về lại đỉnh cũ là 84 85 ha nó sẽ có một cái mốc cản ở 474 tới 74.5 sẽ là mốc cản đầu tiên nha chị có thể chúng ta sẽ đánh bán ngắn hạn ở đó và chúng ta mua lại nếu như anh chị có vùng giá cao hơn còn anh chị vùng giá dưới chúng ta có thể hoàn toàn tự tin nắm giữ tiếp ha vì cổ phiếu ngân khả năng là quý 4 và quý 1 năm sau sẽ có những cái báo cáo tích cực cho cái việc hoạt động kinh doanh, ok ha. Ở đây là một trong những cái lý do mà ủng hộ thị trường tăng hôm nay rất là tốt ha. tự doanh mua rộng đa phần ha. các cổ phiếu ngân hàng thép, uh, vinhome, vinamilk, Masan techcombank nha. rất là cảm ơn cổ phiếu masan đã giữ được cho thị trường từ sáng cho tới chiều ha. À, buổi sáng thì có thêm sabeco, có thêm một số những cổ phiếu khác nhưng mà cuối cùng thì sabeco cũng đã đóng cửa ở cũng có tăng xanh nhưng mà không đáng kể ha à, vẫn là 62 ha không đáng kể sáng lên chạm được 63 63 mấy rồi à, chúng ta sẽ đi vào chương trình ngày hôm nay là kế hoạch giao dịch ngày mai như thế nào nếu như các anh chị đang nắm ngã cổ phiếu thì nên làm gì nếu như anh chị đang cầm tiền nhiều thì nên làm gì nha ok mình đi vào ngày chương trình ngày hôm nay ha rồi mình đi vào ngày hôm nay chúng ta như thường lệ thì chúng ta đi qua nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn ha à, thì cái livestream này à, cái video này thêm làm buổi tối nha anh chị sáng mai thì có là chị coi lại cái video này sẽ là buổi sáng thì nếu như mà trong quá trình à, sáng mà nó có biến động hoặc là nó có những cái à, thắc mắc mà anh chị cần em hỗ trợ có thể liên hệ với em qua số điện thoại là 0915215247 ha mặc dù là đi công việc với anh em nhưng mà em vẫn có thể là trả lời anh chị à, tin qua tin nhắn cũng như là check đồ thị online được nha anh chị ha không sao có thông tin hoặc là có thắc mắc gì cứ nhắn tin hoặc gọi điện thoại trực tiếp cho em ha không lao nha À, còn các chị nhà tư mà cần một cái người hỗ trợ tư vấn để có cùng định hướng chung để đi xa hơn thì có thể là liên hệ với em luôn ha hoặc chuyển một cái ID về BCK8 nha anh chị BCK8 ha một cái ID hoặc là mở một cái tài khoản để ủng hộ cho em tài hoa cảm ơn chị rất là nhiều nhé à, chúng ta tiếp tục nhé à, nhóm vốn hóa lớn thì anh chị cũng thấy rất rõ ràng ha đây là một trong những cái yếu tố then chốt để cho thị trường chúng ta bật tăng rất tốt trong ngày hôm nay ha à, nhóm vốn hóa lớn sau khi viên hôm qua ha cái video hôm qua em đã nói rồi nhóm vốn hóa lớn phiên hôm qua nó đã đánh test được lần đầu tiên cái vùng cản này thì cái ngày hôm nay hôm nay này có nghĩa là phiên dịch đầu tuần á, nó có cơ hội rất lớn để nó phá vào vùng cản này để nó cho chúng ta một cái bước chạy đà cho ngày thứ hai cho ngày thứ ba là ngày sáng nay nhé à, nhưng mà quá bất ngờ hả chị quá bất ngờ gọi là vượt ngoài mong đợi có nghĩa là cổ phiếu vốn hóa lớn nó đánh bật vượt qua cản và nó tăng một nhịp rất tốt luôn đã làm cho thị trường chúng ta hôm nay tăng rất là tương bừng vượt qua được cái mốc 1 1111 đó là tứ quý ách, ha nó về ngay cái vùng mà gọi là 1.117, 1117 1120 luôn nha thì em có nhận định nhận định rồi thì cái này cũng mình cũng mình cũng nghĩ rằng là không cần phải đi quá mạnh như vậy ha thì chỉ cần vượt qua được trên 1111 thôi là ngày mai sẽ có một dịp kéo lên 17 20 buổi chiều nó tới luôn không cần ngày mai ha tại vì buổi sáng nó đã đánh vượt 1 1111 rồi nên đó là bây giờ tại sao buổi chiều nó đánh tới luôn 1117 đúng không ạ rồi À, rồi bắt đầu chu mây rồi ha rồi trường hợp nếu như mà bị bán ngược xuống thì bán nữa ạ nhưng mà nhưng mà à, rất tốt thị trường là phiên à, ngày hôm hôm qua á, là thị trường tăng rất là ổn định à, vn index có 3 ngày đầu tuần tăng bước lên được ha có khả năng tăng lên cao nhất ha thì nhìn trên đồ thị chúng ta thấy được rất rõ điều đó trong 3 ngày đầu tiên của tuần là ba ngày cơ hội tăng lên một nghìn một trăm một nghìn một trăm ba mươi bảy là cao nhất đúng không ạ à, thì đi vào index chúng ta sẽ đi sâu khoảng 5 phút nữa nha chúng ta sẽ đi vào các nhóm ngành cho anh chị có một góc nhìn tổng thể trước đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy được nhóm Last và VN nó có một sự đồng thoa giao thoa khá là ấn tượng khá là giống nhau đúng không thì hiện tại đang đang tích cực nha đó, nói chung là đang tích cực à, bây giờ nhóm vốn hóa lớn nó bất tăng lên tiếp vẫn được ha đang là 943 và vùng cản của nó ở đây khách sạn 955 tăng khoảng 12 điểm nữa thôi 12 điểm nữa thì đâu đó là bây giờ 912 điểm nữa là cũng phải 10 phần đó nha 10 đó 955 mấy đó gần 10 rồi ừ. đâu có 10 xin lỗi chị nha 955 mà bây giờ 943 thì tăng có có 12 điểm 12 điểm thì đi, bao nhiêu một phần trăm nữa một phần trăm của nhóm last cap nữa ha thì cái nhịp rướng lên ngày mai là à, có thể có chứ không phải là không ha vẫn có thể có một cái nhịp rướng lên buổi sáng vào ngày mai nhưng mà tuyệt đối nha chị, tuyệt đối ngày mai không phải là cái nơi để chúng ta đuổi mua đâu ha. À, một số cổ phiếu nó sẽ có những cái vùng gọi là cho chúng ta đảo hàng ha. Mua là mua ngày hôm nay, hôm hôm, hôm thứ hai, hôm qua ha, mua đỏ. À, cái video em có nói rồi chứng khoán nó sẽ đỏ, chị phải mua cái cổ phiếu đó. Nhưng mà có một cái vấn đề là nó không test quá sâu ha. Thì chúng ta kỳ vọng là ngày thứ hai là khi mà chúng ta biết được hệ thống carrot nó không nó chậm go live ha, nó không diễn ra đúng vào cái giai đoạn ngày 25 tháng 12 thì chúng ta kỳ vọng nhóm chứng khoán nó sẽ có một cái nhịp điều chỉnh chúng ta mua vào nhưng mà nó có nhịp điều chỉnh nhưng mà điều chỉnh không quá sâu à, nó chỉ test đỏ xong mười buổi chiều vn30 nó kéo lên quá mạnh và dòng tiền nó đổ vào nó kéo cho chúng ta những cổ phiếu lên cũng một cái phần nào đó thôi chứ không phải là quá nhiều nha chị nên đâm ra là chúng ta thấy được rõ ràng là một cái lực áp lực áp lực chốt lại của nhóm chứng khoán là đang có ha đang hiện hữu cũng như nhóm bất động sản luôn nha à, các cổ phiếu của nhóm vn30 sau phiên hôm nay kéo lên đa phần nó bắt đầu nó có tiến tới cái vùng cảng nên uh, đua mua viên 30 không phải là một cái uh, uh, kế hoạch hay nha đua mua nhóm nào thì chúng ta sẽ đi qua từng nhóm ngành nó sẽ hay hơn ha mid cap anh cũng thấy được mid cap đi khá là đúng so với lại kịch bản chúng ta nhưng mà không phải là mũi tên này đâu nhé tạm bỏ qua đi ha mid cap nó đang tiến về cái vùng cản nha vùng cản này đây giờ là một vùng cản mà em nghĩ là ngày mai nhóm mid cap nó sẽ bắt đầu nó chạm tới ha thì nếu như sáng ngày mai ấy, mà thị trường nó có một cái phiên kéo tăng khá là tương bừng ha gọi là tương bừng quá cũng không có nhưng mà một, một cái phiên kéo xanh ngay từ phiên sáng mở cửa thì không phải là chúng ta mua đua như vậy khả năng rất cao nếu mà ngày mai chúng ta đua mua vào phiên sáng ấy, thì nó sẽ diễn ra một cái nhịp test trong ngắn hạn ha nhịp trong ngắn hạn thì có thể chúng ta phải kẹt nha có thể chúng ta sẽ kẹt ở trong ngắn hạn thì đó không phải là một cái lý do tốt không phải là một cái hoạch hay ha à, cái phiên ngày mai mà kéo lên tiếp thì chắc chắn với anh chị đầu tư luôn là nếu như chị là khách hàng của em thì chắc chắn em sẽ báo cho anh chị là chốt lại tiếp nha thì phiên hôm nay cũng đã báo cho chúng ta chốt rồi chứ không phải là không nhưng phiên ngày mai sẽ tiếp tục chốt lại tiếp nha à, chúng ta nó cứ kéo lên chúng ta chốt cho tới khi nào nó về loan quanh 1137 chúng chốt hết là sạch nhưng mà nhịp này để đánh về 1137 thì hơi khó nha chị hơi khó à, nếu như mà ngày mai nó test thành công thôi à, để mình đi về test sao. rồi tới các cái nhóm ngành nhé nhóm ngành đầu tiên là nhóm ngân hàng ha chắc, video này làm nhanh nha chị tại vì uh, 9 giờ là anh chị giao dịch rồi thì chắc video này công chiếu vào lúc 7 giờ chắc làm nhanh cho các chị nhiều từ buổi sáng có thể nhìn nhận được các anh chị đang theo dõi có thể là đi tour về phía sau để xem index ha em đi, em đi từng nhóm ngành cho các anh chị khách hàng của em thôi hoặc là các anh chị mà yêu mến á, có thể là đi sát sao thị trường ha rồi chúng ta hãy nhóm ngân hàng ha, rất rõ ràng vượt qua được hai vùng hai giờ kỳ kiếm và nó sẽ tiến đến vùng mây đúng không ạ rất rõ ràng luôn Ha, trong video hôm qua đã nói rồi rồi tiến tới vùng mây này nó sẽ gặp cản nếu như nhóm ngân hàng ngày mai tiếp tục có mở nhịp bước tốt vào buổi sáng nó sẽ gặp cản thì gặp cản xong sau đó nó sẽ điều chỉnh lại xong sau đó nó mới lựa cái vùng mây mỏng này đi lên nhưng mà em nói trước nhóm ngân hàng hiện tại rất khó lên ha, làm gì làm nó cũng sẽ rất khó lên trong 3 phiên tới nó rất khó lên cuối tuần có thể là may ra nó test lại được vùng mây trên đây nhưng mà trong 3 ngày đầu tuần nó rất là khó lên nha à, lên tới đây thôi ha nhóm thứ hai là nhóm chứng khoán chứng khoán thì anh em mình thấy được bắt đầu đi vào cái vùng tích lũy rồi, nó không có xu hướng, ha. đó là lý do tại sao hôm nay anh em thấy nhóm chứng khoán nó đâu có được uh, cầu vào cao đâu, à, lực bán cũng không quá mạnh, lực cầu cũng không quá cao. nghĩa là một uh, những cái nhà đầu tư mà nắm chứng khoán, đó, họ vẫn tin rằng là uh, Carrot nó vẫn mang lại những cái uh, tích, gọi là những cái thông tin nó tích cực và những cái điều nó có lợi hơn và những cái điều tích cực hơn là tiêu cực. thì chính xác là như vậy, bởi vì khi Carrot nó, nó hoạt động, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều các sản phẩm khác, ví dụ như bán T0 À, bán khống hoặc là giao dịch tới không ha hoặc là bán khống hoặc là một số những cái hợp đồng liên quan tới chứng quyền liên quan tới trái phiếu nhiều thứ hay nhiều thứ khác hơn à, thì nó sẽ làm thị trường chúng ta nó, nó 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 rộng hơn hoặc là thị trường chúng ta nó sẽ có độ tin cậy cao hơn và đặc biệt là cái mấu chốt quan trọng nhất là hệ thống credit nó sẽ giúp cho thị trường ta được nâng hạng ha ok nha à, nhóm chứng khoán thì em nghĩ là nó một nếu mà nó có một cái nhịp test nó sẽ hay hơn à, khả năng cao là trong 3 phiên tới thì nó sẽ không tăng được mạnh đâu nhưng mà nếu như có một nhịp test thì chúng ta mua vào nó sẽ an toàn là cái thứ nhất cái thứ hai nữa chúng ta mua vào á nó sẽ cho chúng ta được một cái lợi nhuận nó nhanh trong giai đoạn ngắn hạn ha thì em vẫn kỳ vọng là nhóm chứng khoán nếu như đúng cái suy nghĩ của em ha thì nhóm chứng khoán nó sẽ có một cái nhịp Tết đâu đó sắp tới thôi nó về đây thì chúng ta phải nhanh trọng bắt ha. ha. tại vì hôm nay anh em thấy được rất rõ ràng là dòng tiền đâu đổ vào chứng khoán đâu mặc dù thị trường tăng tương bừng như như thế này nhưng mà dòng tiền nó chỉ tập trung vào nhóm vin 30 thôi tập trung vào cổ phiếu trụ rồi để nó kéo giữ chỉ số rồi ha còn tài khoản của chúng ta cũng có xanh đấy. cuối năm cuối tháng cuối 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 ngày có xanh đấy nhưng mà chưa chắc ngày mai nó xanh nha anh chị chưa chắc ngày mai nó xanh nếu mà thị trường nó áp lực nó đè xuống viên 30 vào ngày mai cái áp lực chốt lại tiếp á, hoặc là cái áp lực test điều chỉnh á, thì chưa chắc gì tài sản tài khoản ra sẽ xanh vào ngày mai nhé rồi à, đó là chứng khoán chúng ta có thép một trong những cái nhóm ngành mà em đánh giá cực cao và đặc biệt sẽ có một cổ phiếu rồi hoa sen đúng không phiên tối của chị hôm qua anh chị Uh, theo dõi livestream của em thì sẽ biết được cái cổ phiếu Hoa Sen là lý do tại sao em sẽ tập trung khá là nhiều nhân lực à khá là nhiều uh, tài chính cũng như là tiềm lực vào cổ phiếu này nha. Uh, hoa uh, nói về nhóm thép thì uh, chắc là nên tích lũy thêm một bài phim nữa. Không biết hôm nay tại sao nhóm thép lại có một cái cái nến khá là khó hiểu. Hôm nay hôm nay hoa phát có bị gì không mà sao hoa phát xanh mà. À nhóm à, cái này chắc là data nó có vấn đề rồi data nó có lỗi rồi không thể nào mà, một cổ phiếu thép nó lao xuống đây được à, có thể ngày mai em sẽ được em sẽ test lại cái 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 data này ha nhưng mà trong ngắn trong gọi là trong ngắn hạn đi trong không? làm sao một tuần mà nó phóng xuống đây được trong ngắn hạn đi thì nhóm thép đang tích cực nha chị nhóm thép đang tích cực khả năng sẽ có cơn nến xanh đây này à, một hai hai phiên nữa thôi hai phiên nữa tích lũy thêm hai phiên nữa thôi qua phiên ngày thứ ba là sẽ tăng tốt đó nói là phiên ngày thứ mai là thứ ba thứ tư năm thứ sáu thứ năm thứ sáu thứ bảy nhập thứ năm thứ hai thứ ba tuần sau là ok rồi nhé tới nhóm mà dầu khí ở nhóm dầu khí thì mình chắc chắn là sẽ có vấn đề rồi chắc sẽ phải rịt test lại cái 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 data ha không thể nào mà nhóm dầu khí mà đập thẳng về đây được từ từ đi nha để em check phiên index xem về chính xác không sao cả thôi mình bỏ qua nhóm dầu khí với lại nhóm thép đi ha có thể là có lỗi về 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 data rồi rồi nhóm dầu khí thì nếu như mà một cái phiên ngày hôm nay tăng cũng tích cực này thì khả năng cao là nhóm dầu khí nó sẽ tích cực đó nó đang nằm trên nhau gầm nè ngày mai có thể rì lại là data nó hết ha rồi chúng ta coi nhóm thủy sản đó, cái đấy anh chị thấy không có nhiều như như thế này là không đúng không chính xác cảng biển không à, chính xác ha à, ngân hàng thì lại đúng cái này có thể là do lỗi về bên à, cập nhật data của chứng khoán số rồi rồi bất động sản có đúng hay không bất động sản cũng sai luôn bất động sản sai ha bất động sản hiện tại hiện tại đã có một cái sắc xanh nha chị không thể nào mà cắm thẳng xuống đây đâu sắc xanh đấy à, là tích lũy tiếp đấy nhóm bất động sản thì khó lên à, bất động sản thì em thấy trên khung daily thì rất là khó lên à, khả năng cao là nó phải tích lũy thêm hai tới ba phiên nữa cũng giống như nhóm thép ấy thì sau đó nó mới tăng được ha tích lũy thêm hai phiên nữa thôi hoặc là hoặc là nha hoặc là nó phải test ha, hoặc là test về vùng mây này khả năng cao là hôm nay đến uh, nó nằm ở đây này rồi mình đi vào vn index đi ha còn các cái nhóm ngành hôm nay nó bị lỗi data rồi ngày mai em sẽ cập nhật cho anh chị sau ha rồi ờ, đối với vn index phiên nhiệt ngày mai chúng ta nên giao dịch như thế nào ha ờ, chúng ta thấy rất là rõ ràng là vn index nó bắt đầu nó vượt qua được cái vùng mây trong công đi đúng không ạ đây là một trong những yếu tố then chốt chúng ta thấy được một cái xuống tăng giá trong ngắn hạn đúng không vượt qua mây nằm trên hai kiếm và chúng ta thấy được là một cái xu hướng tăng giá trong ngắn hạn nó đang hình thành thì đây là một trong những cái yếu tố mà em đánh giá cực tốt cho VN trong giai đoạn ngắn hạn đầu tuần nha cuối tuần thì cho cho, 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 chúng ta chưa biết được ha cuối tuần nó sẽ có một cái vùng mây mỏng ở đây hút giá vào đây thì chưa biết được nhưng mà đầu tuần nó đang tốt có nghĩa là nó sẽ là một cái cơ hội rất lớn cho những anh chị đầu tư uh, mà đang có hàng mà muốn đánh đạo hàng rất là tốt có nghĩa là phải mua đỏ bán xanh mua đỏ bán xanh đấy trong việc hoặc là phi nghiệm sau là ok còn đối với các chị nhà tư mà đang nắm full hàng thì chúng ta cũng nên uh, chốt lãi dần nha chị đây là khuyên quan cũng nên chút lại dần chúng ta chưa biết được hệ thống cao như thế nào nhưng sự kỳ vọng của của nhà đầu tư và hệ thống cao là đang rất là lớn nếu như sự kỳ vọng nó cao à, và thông tin nó không tích cực thì sẽ sự thất vọng sẽ dâng cao nha thì chúng ta sẽ rất dễ bị à, một cái cớ để điều chỉnh trong ngắn hạn ha cũng như anh em thấy được rất là rõ ràng là dòng tiền hiện tại nó đang khá là yếu nha mặc dù hôm nay đang tỏa nhưng mà dòng tiền hiện tại hôm nay nó khá là yếu à, dòng tiền chỉ tập trung vào VN30 để đỡ thị trường ngày hôm nay thôi chứ không phải là một cái dòng tiền mạnh nó lan tỏa cho cả các cái nhóm ngành đúng không ạ rồi là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ biết được là từ đây cho tới tết đấy thanh khoản nó sẽ sụt giảm đó nha tết năm nào cũng vậy dòng tiền sẽ được rút ra các công ty các doanh nghiệp cũng như là thậm chí là chúng ta luôn cũng rút rút tiền ra để chúng ta có một cái tết ha sang trải với gia đình hoặc là mua sắm này kia thì dòng tiền từ đây cho tới tết ta luôn nha thì sau tết tây cho tới tết ta luôn khoảng một tháng nữa đúng không À, thì nó sẽ khá yếu. Mà khi khá yếu như vậy á để có những cái nhịp lan tỏa bức tốc mạnh trên 20.000 tỷ, 25.000 tỷ á, thì em đánh giá là không phải là không phải là nhiều đâu, không, không phải ít. À, có nghĩa là có nghĩa là khá ít đấy, hoặc là gần như là không có ha. À, chúng ta chỉ cố gắng đánh đảo chiều sang quay trong biên độ này thôi ha. Có thể rất là cao là à, từ đây cho tới qua tích Tây á, thì chiều cũng sẽ sai quay trong cái biên độ này thôi, không có tín hiệu gì đó gọi là bứt phá qua quá mạnh đâu. À. Ok, phiên giao dịch ngày mai chúng ta nên làm gì? À, sáng nay chứ ha sáng nay chứ không phải ngày mai à, anh em mình thấy được là à, trên khung 15 phút à, trên khung 15 phút nó đang có một cái à, diễn biến tăng điểm khá là tốt sau khi mà đóng cửa ATC nó để chúng ta về con số 1117 thì 1117 nếu mà mình lục lại khung daily á, thì đây cũng là một trong những cái vùng cản ha à, 1117 cũng là một cái một trong những cái vùng cản à, bởi vì ngày xưa là hỗ trợ thì bây giờ sẽ là vùng cản vùng cản đó là như thế nào à, vùng cản đó sẽ là cái vùng cản à, kijun cũ ấy ha cũ, à. à. cũng khá 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 xa rồi đấy nói chung là nó là một cái vùng cản với một một nha rồi một một trăm một một anh chị nhớ rồi. mình cứ nhớ đi cái con số một một ngày trước đó là hỗ trợ khá là tốt cũng giống như là một không một cái bên 1088 không tám nó là một hỗ trợ khá là tốt thì bây giờ bắt đầu vn index nó sẽ tiến về cái vùng một và một dao động đâu đó cộng trừ một điểm ha thì sẽ là một cái vùng cản trong ngắn hạn thì nếu như mà ngày mai thị trường nó có một cái sắc xanh trong ngay đầu phiên sáng để coi đi, đi chi như thế à cho không tác động quá nhiều đâu đau cho cũng chỉ giảm nhẹ nhẹ thôi uh, tiếp tục có một cái nhịp rướng tăng sạch trong phiên sáng ngày mai nó đẩy chỉ số chúng ta về đâu đó 1119 hay là 1122 thì đó là một cái cơ hội rất tốt nha chị một cơ hội rất tốt cho chị nhiều đầu tư có thể chốt tiếp lại trong ngắn hạn để mang cái lượng tiền về để chúng ta chờ đợi một cái nhịp retest lại để chúng ta cover hàng lại ha rồi cái nhịp này như em đã nói rồi ba ngày đầu tuần sẽ là tăng tốt nha yeah, ba ngày đầu tuần sẽ tăng tốt thì ngày đầu tiên đã hoàn thành được nhiệm vụ chúng ta còn ngày thứ hai ngày thứ hai là ngày mai thì ngày, ngày mai nó cần cái gì để nó tăng tiếp tục mạnh thì ngày mai nó cần phải chinh phục được cái mốc 1122 ha à, thậm chí là đánh phá qua ba thì nó sẽ có một cái nhịp tiếp tục vượt lên 1125 mươi để nó đi về cái xu hướng tăng về bảy đúng không ạ thì em nghĩ là nếu như nó tích cực thì trong 3 ngày đầu tuần nó sẽ về thẳng 1037 nha nhưng mà không dễ dàng anh chị không dễ dàng bởi vì cái vùng kẹt hàng ở đây chúng ta cũng nhận thấy được là khá là cao ha à, thì trong ba phiên em nghĩ là chắc là khó nha trong ba phiên chắc là khó à, nó có một cái câu chuyện nữa là tới cuối tuần này nó lại có xuất hiện ra một cái rủi ro nha, cuối tuần này nó lại xuất hiện ra một cái rủi ro và cái ngày giao dịch đó là đúng là ngày thứ sáu thì nếu như mà nó tăng tốt vào ngày thứ hai thứ ba thứ tư thì anh chị nên chốt lãi hoặc là anh chị nên đảo hàng để mang cái lượng tiền về có nghĩa là gì nè ở trong 3 ngày đầu tuần đó, nó sẽ tăng được nó sẽ tốt nên đâm ra chúng ta nên mua đỏ bán xanh hoặc là đang kéo xanh chúng ta mua ở à, chúng ta bán ra chờ cuối tuần chúng ta mua đỏ canh vào đừng có thấy chúng ta vừa bán xanh cái nó chạy xanh tiếp chúng ta lại mua vào là sai nha chúng ta đã bán được xanh rồi thì nó có chạy tiếp nữa thì không quan tâm đó là lý do tại sao anh chỉ cần tụi em hỗ trợ rất nhiều bởi vì nếu như mà tụi em biết được cái vùng cản là cái vùng đỏ thì khi anh chỉ bán ở đó thì xác suất cao là tới đó sẽ không tăng được nữa nên năm nay mình sẽ không có một cái tâm lý là chúng ta à, bán rồi cái nó chạy ha anh không ạ à? còn nếu như mà cái vùng cản đó mà nó chúng ta bán rồi mà nó vượt qua luôn đó, thì chắc chắn cho vậy chị luôn 90% phần trăm hoặc tám mươi phần trăm nó sẽ retest lại cái vùng cản đó chúng ta sẽ mua vào sau không sao cả không bao giờ bất hàng ha rồi ok nhá ba ngày đầu tuần thì cái việc của chúng ta là nếu như mà nó tiếp tục tăng tốt đây này, cái này ngày mai mục tiêu là gì? Mục tiêu ngày mai là yêu cầu vượt qua được 1122 là được rồi. Nếu mà nói về 24, 24 được cũng không hơi quá ha. 22 được ngày mai tăng thêm 5 điểm nữa vượt qua 1122 là xong. Là cái câu chuyện nó sẽ cho tới cái ngày thứ tư để tiến về 30 và tiến về 37 nếu như có một sự lan tỏa tốt của cả thị trường ha. Dòng tiền nó lan tỏa tốt và chúng ta đang nhớ cái phiên thứ ba anh chị nhớ từ ngày 1120 cho tới bây giờ là hai phiên lan tỏa sắc tím toàn thị trường đúng không có lúc thì một mấy chục mã có lúc là tám mấy mã chúng ta cần một phiên thứ ba thì phiên nếu, nếu như mà nó vào được phiên này thì chúng ta đánh giá nó tích cực ha nhưng mà đây là một cái yếu tố mà chúng ta phải cần lưu ý nên chị cần lưu ý thôi chú ý anh chị thấy cái vùng này không đúng không đến này và đến này đúng không mình thấy hình như nó có cái giống như là cái vai đầu vai này bạn Đúng không? nó hơi giống nếu như phiên ngày mai nó không phá được cái đỉnh trên và nó có nhịp đi xuống. Đây là cái yếu tố then chốt cho video ngày hôm nay. Nha. Đây là một cái yếu tố then chốt cho video ngày mai anh chị anh chị để thấy không. À chúng ta thấy được này ha. Hồi ngày xưa thì kêu đây là hai đỉnh đúng không? Nhưng mà trong ngắn hạn này chúng ta thấy đây đây là một cái vài này lên này, sau cái vài này nó sẽ không có nhịp điều chỉnh test trong cái hạn này, nếu như sâu á. Nếu như sâu nha, nó sẽ về 76 luôn là chúng ta ôn in ha Đấy, xong rồi nó sẽ lên lại cái mai trên để nó test bà nha đây là em vẽ cái xu hướng thôi còn diễn biến từng phiên nó khác nhau anh à, chị nha chú ý nếu mà phiên ngày mai nó không bước qua được trên đây đóng cái nến đó, thì rất có thể nó sẽ thành được cái cái mô hình này ha thì cũng như index thôi index ngày mai mà nó không vượt qua được 1 117, 1, 117 là cản mà không vượt qua được đóng lên trên để nó tiến về mùa 22 thì nó sẽ bị đi test thôi nha cũng à, không khác gì gì mới. OK nha, chúng ta đi vào cái đồ thị ngắn hạn hơn, có nghĩa là sáng mai nó giao dịch như thế nào? À, chúng ta thấy được rõ ràng này, à, sáng ngày mai, sau khi mà nó đang nỗ lực rất là tốt, ở phiên ngày hôm qua nó vượt qua được hai kiếm nó chưa qua mây. À, thì nó sẽ hình thành khách sạn vào à, mấy giờ đây nha? Một, hai, ba, 4 hai, lại là buổi chiều vào ngày mai. À, lại là buổi chiều và ngày mai nó sẽ hình thành ra một cái vùng khách sạn loanh quanh 1106.7 nó sẽ kiểm tra lại cái mức hỗ trợ giao gặp ha, à, thì nếu như phiên sáng ngày mai á, nó tăng lên được tiếp cho tới 1120 ha, à, ví dụ nó tăng tiếp được tới 1120 thì nó sẽ chuyển lại ở đây một nhịp và nó sẽ retest khách sạn này thì có thể khi mà nó về được 1120 thì khách sạn 1106 sẽ nâng lên ha à, một sẽ nâng lên là loanh quanh đâu đó nó sẽ là 107 108 gì đấy nha thì em sẽ cập nhật cho anh chị xác trong cái chiều ngày mai Nha, còn phiên sáng ngày mai trong 3 tiếng đầu tiên á, khả năng cao nó sẽ có một nhịp rướng lên hoặc tích lũy tích lũy đây nè khách sạn nó chỉ mở ra vào buổi chiều thôi ha khách sạn nó mở ra buổi chiều thì nó test về là mua thôi tại vì ba ngày đầu tuần em nói rồi mà ok đâu có vấn đề gì đâu chỉ có sợ là sợ ngày thứ năm với ngày thứ sáu chiều thứ năm và ngày thứ sáu thôi thứ sáu nó mới sợ ha rồi anh em mình thấy được rất rõ ràng ha hai cái vùng đây đang mất cân bằng giữa hai dao và kiếm cũng như là cái việc cái, cái cái nến này thì nếu như mà nó test về đây sẽ là có cái lực cầu vào nên anh em đừng lo nhá ok chưa nói chung là ngày mai đạp đỏ thì cứ mua nha hôm nay đang chờ đỏ mà ngày mà hôm nay không có đỏ thì ngày mai đạp đỏ cầu vô nên chị đừng có lo sợ là sợ cuối tuần thôi ha không sao hết rồi đó là phiên giao dịch ngày mai à, trong 5 tiếng nè trong 5 tiếng ngày mai thì 3 tiếng đầu ok hai tiếng sau sẽ có khách sạn mở ra đúng không ạ và anh em mình thấy dạo gần đây thì anh em rất là thích cái câu chuyện lọt khe đúng không Thế cái khe là nó sẽ có khả năng uống lọt thì cái khe này nó nó xuất hiện vào lúc nào? À, nếu như mà đo chính xác đó, cái khe này nó lại xuất hiện vào chiều ngày thứ năm và nguyên ngày thứ sáu luôn. Nha, chiều ngày thứ năm và đâu đó buổi sáng ngày thứ sáu chứ không phải nguyên ngày. Nào một hai ba bốn năm nến, mười ba nến thì ngày mai thứ ba, thứ tư và sáng ngày thứ năm, à, sáng ngày thứ phát 13 ba nến là bắt đầu tới phiên buổi chiều ngày thứ năm. Nha nếu mà chiều ngày thứ năm mà nó xiên xuống lọt cái khe thì khả năng ngày thứ sáu nó cũng sẽ có một cái nhịp mở cửa nó test đỏ và nó có thể lọt khe ha nhưng mà em nghĩ là nhịp này khó sau khi mà nó vượt qua được cái vùng mây này rồi thì nó đang hình thành được một cái xuống tăng trong ngắn hạn nó sẽ có retest ở đây thì có hay có xong rồi sau bật tăng lên tiếp nha ok ha vẫn là xuống tích cực trong giai đoạn ngắn hạn ha rồi ngày mai vẫn như vậy thôi ngày mai nếu mà buổi sáng đầu phiên kéo xanh thì nên bán hạ à, tiếp bán tiếp, tiếp bán hàng tiếp nếu như mà chị đang phun tiền á thì ngày mai đừng có đua tiền thì chúng ta muốn đua muốn mua chúng ta chờ phiên buổi chiều khách sạn nó mở ra hoặc là cuối tuần ráng chờ tới cuối tuần hoặc là một trong những cái mã cổ phiếu mà nó chưa chạy nó sẽ có những cái tín hiệu chạy thì tụi em sẽ nhắn vào trong rừng ha đó là lý do rất là tốt tại sao anh chị có một cái rừng hỗ trợ tư vấn thì khi mà tụi em hoạt động anh chị biết rồi trong ITP không phải là một cá nhân mà là một tập thể và một cái team hoạt động thì những tín hiệu được chắc lọc khá là tích cực khá là chuẩn khá là tích cực ha khá là chính xác ha À, thì nếu mà anh chị nhà tôi đang theo dõi những cái video này mà cần những cái mã mà đánh trong ngắn hàng hoặc là những cái mã đánh đầu tư về hàng hoặc là những cái mã mà chị muốn gọi là lướt sóng thì nhắn tin cho tụi em tụi em sẽ hỗ trợ cho ha có thể là chuyển ngày đi có thể là đăng ký vào room khách hàng hoặc là có thể là đăng ký một cái room thu phí chẳng hạn ha hoặc là ủy thác cũng vậy ha ok à, đó là tất cả những gì mà video ngày hôm nay hãy muốn chia sẻ cho chị nhà tôi trong ba cái tuần ba ngày đầu tiên của tuần này nó rất là ok nó không sao hết Nha anh chị kéo lên mạnh thì mình bán còn nó đạp mạnh xuống thì mình cứ mua ha à, hạn chế giao dịch hạn chế giao dịch à, vào cái ngày thứ sáu nha hạn chế giao dịch vào cái ngày ngày đó nếu như đạp đỏ thì mình mua còn nếu như mà có biến động về ngày thứ năm thứ sáu chúng ta hạn chế chúng ta quan sát để chúng ta vào hàng cho nó chính xác nha rồi như vậy thôi à, các nhóm ngành cũng xong rồi à, chúng ta đi vào một trong một số những cái mã cổ phiếu mà hiện tại team mình dùng vẫn đang nắm giữ ha vẫn tiếp tục câu chuyện cũ đó là cổ phiếu à, hôm nay cũng tao không không biến động gì mấy Thật ra là cũng không biết đọc gì mấy, nên làm ra là em cũng không có muốn uh, nói nhiều về những cái mã cổ phiếu này. Ví dụ như chúng ta sẽ có, chúng ta sẽ list ra vài ba cổ phiếu này. Chứng khoán này, uh, thép này, chứng khoán này và bất động sản ha. Rồi, thép thì chúng ta có nam kim và hoa sen. ôi nam kim uh, có một cái lực kê bán cũng khá là mạnh nha, nam kim bán khá mạnh. Anh chị cũng để ý nha chị nam Kim bắt đầu khách sạn tuần nó mở ra vào tuần sau đó nhé chú ý nha nếu như tuần này nó có một cái đến đỏ như thế này thì khả năng chắc chắn cho chúng ta luôn là tuần sau khách sạn nó mở ra để nó kiểm tra lại vùng cân bật thì khả năng rất là cao nam kim sẽ quay về lại nó kiểm tra vùng 22 ha thì khi đó mình tắt tay đó ấy. còn hoa sen hoa sen thì gần như là vẫn còn có vùng mua tốt nha vẫn còn có vùng mua tốt chúng ta chỉ quan trọng là chúng ta mua được cái vùng 20 hay không nếu như anh chị đang nắm cổ phiếu hoa sen vùng 20 thì anh chị cứ nắm Yeah, khả năng nó test về 24 là cầu nó sẽ vào à, trong tuần này còn để mà về 20 thì gọi là gọi là tệ lắm đó, nó phải chua cái vùng mây này nó về lại 20 ha thì khi đó chua vào vùng mây này thì chúng ta chưa phải bán bớt đi hoặc là rồi chúng ta về 20 chúng ta mua lại ha hoa sen là một những cổ phiếu mà em đánh giá tốt có nghĩa là nó đang có câu chuyện để nó mở lại mà thì khi đó lực cầu nó sẽ vào cao hơn ha và bắt đầu chúng ta sẽ được hoa sen nó sẽ lấy lại được cái vị thế của nó thì trước sau gì nó cũng chạy theo bằng năm kim thôi nha yeah, hoa sen đang giá hai đoan quanh 22 sau này nó cũng thành 24 à có nghĩa là sẽ có một biên độ 10 nữa nên 10 phần 10, về 20 là tôi cứ tất tay đi nhé rồi chúng ta qua nhóm bất động sản cái bất động sản hiện tại có hai cổ phiếu đánh giá rất là tốt là được xanh. à, đất xanh rất là tốt Đất xanh nó không có vấn đề gì cả nước là thoáng ở khung tuần thoáng không thoáng và cũng đang rất là có yếu tố tích cực cho khung daily chỉ cần tích lũy thêm hai ba phiên thôi là sẽ bứt phá lên nha à, chị đang nắm đất xanh thì cứ cố gắng nắm đi bây giờ nó giảm giảm đâu có nổi đâu bây giờ nó mở giảm này nó giảm về cũng giảm đâu đó khoảng 18.2 18.3 cái cầu cái cầu vô là không giảm được nữa rồi mã thứ hai là mã DG DG thì tạm thời cho anh chị nhiều từ chốt rồi nha à, bởi vì DG nếu mà nó muốn tăng mạnh lên á thì nó sẽ còn một cổ nó nó sẽ cần cái gì nó cần một cái giai đoạn tích lũy mà anh em biết được là giai đoạn như này á, nó đánh biên độ dao động rất là mạnh nên đâm ra cái tích lũy nó không đủ chặt thì nó có tăng lên nó cũng không tăng xa được nó cũng sẽ retest lại chúng ta còn tới khoảng đâu đó tới 7 tới 8 phiên nữa thì chúng ta mới sẽ có những vùng mua tốt của DG mua lại. À, còn nếu như mà DG bây giờ mà nó chạy thẳng lên trên luôn á thì chúng ta sẽ có những cái điểm nó break cao nhưng mà chưa, chưa không lên được đâu ha. Nó phải tích lũy thêm khoảng 3 phiên nữa mới mua được. Dù dụ DG bây giờ về đâu thì mua được đúng không? anh chị nhà anh chị tư hay hỏi như vậy. Thì DG đây. DG nếu như mà muốn mua anh em chờ nó retest lại vùng 26 thì mua. À, chúng ta sẽ mua dần xuống vùng 25 À, nếu như test là 26 à, đó là cổ phiếu DG ha rồi Nam Long Nam Long hình như cũng chốt 6 rồi Ok Nam Long 37 à, Nam Long là một trong những cái mã cổ phiếu mà em đánh giá là nhịp này ta cũng ấn tượng đó mình ra loan quanh vùng 36.5 là cũng ghi gớm mà nó tăng lên 37.7 luôn ha mua được ngay giao găm này bán ngay đây này <laughs> bán cũng gần khách sạn hôm nay nó phá khách sạn luôn ha cũng khá, khá tốt á Nam Long ok đó Nam Long bây giờ nó cản ở đâu? Nam Long sẽ cản ở vùng 39.5, 39.5 -39 chúng ta ra. Rồi, hai cổ phiếu bắt đầu hai cổ phiếu chứng khoán là Vix. Đấy, Vix thì cũng không tăng được, Vix cũng cần hai phiên nữa giống như cái nhóm chứng khoán này, Vix cần hai phiên là tích lũy mới lên được. Ha. Rồi, cổ phiếu uh, thứ ba là VND. VND cũng vậy luôn, giống như trang như Vix ha, cũng không tăng được mạnh đâu, khả năng về 22 2.5 á là nó sẽ là một cái vùng cản trong ngắn hạn. Rồi có một cái cổ phiếu mà chị phải chú ý đó là cổ phiếu SHF nha cổ phiếu này thì hiện tại là anh em thấy là khối tự doanh cũng như các bán những khối ngoại bán ra khá là mạnh SHS thì nó đang hơi lỏng lẹo có nghĩa là nếu mà thị trường chung mà điều chỉnh mạnh á SHS sẽ giảm à, không phải là quá mạnh nhưng mà cũng tương đối nha đang ở giá 18.6 có thể nó sẽ quét về 7.5 cho tới vùng 17.8 đấy nhưng chúng ta sẽ mua vào ha còn đạp sâu hơn nữa là về về vùng 16.5 thì thôi thôi chung là tập tay đi chứ chúng ta chờ đợi gì nữa ha bởi vì hệ thống carrot có thể là nó chậm go live nhưng mà chắc chắn nó sẽ go live trong thời gian tới thôi nha bởi vì nhiều cái yếu tố, nhiều cái áp lực từ nhiều phía nó bắt buộc cái đó nó phải cần con là sớm nha anh chị. Rồi nha. Vậy thôi. À, nếu mà anh chị cần hỗ trợ thêm những cái mã cổ phiếu khác thì có thể là liên hệ với em ha hoặc là cứ comment vào trong cái phần bình luận em sẽ giải đáp cho anh chị ha hoặc nhắn tin qua số điện thoại 0915215247 để ủng hộ em nhé. À, hy vọng rằng qua năm 2024 sẽ À, làm việc được chung với một số những anh chị nhà đầu tư mà đang yêu mến anh em cũng như đang theo dõi em ha thì sau khi mà đi ra hà nội cũng như là sài gòn những cái buổi upline ấy, thì mình biết được là có khá nhiều anh chị nhà đầu tư cũng đang quan tâm tới câu lạc bộ hiện tại chưa về câu lạc bộ chưa về về itp nhưng mà cũng đang quan tâm khá là nhiều à, và cũng biết đến anh em cũng khá là nhiều à, anh anh chị cũng đang theo dõi nhưng mà nếu như mà anh chị yêu mến tin tưởng và cảm nhận được một sự chân thành của anh em thì có thể là bỏ một cái tài khoản để ủng hộ cho tụi em ha à, đặc biệt là À, chuyển một cái ID về nếu như chưa có người hỗ trợ tốt ha ID của em là BCK8 nha anh chị BCK8 ha à, dưới cái phần video này có nè rồi chúc anh chị có một cái à, à, tuần giao dịch thành công ha Noel thì ấm áp rồi bên gia đình và người thân rồi ha chúc anh chị có một tuần giao dịch thành công à, mang lại nhiều lợi nhuận trong tuần này nha anh chị tránh ra à, tránh được những cái bẫy hoặc là những cái điểm điều chỉnh trong cái này ha rồi chúc anh chị à, vào phiên giao dịch thành công nha bye bye hẹn gặp lại các anh chị vào ngày mai